Dọn sạch kho Apple 14 lớp giá chỉ 15 triệu, 14 Pro Max giá chỉ 22 triệu. Thì cái này em nói thiệt với anh em, chỉ mua kèm MacBook Pro thì anh em sẽ có giá này. Anh em thấy content marketing vậy được không? Anh em thấy em làm marketing vậy được không? Thì em nói vậy nè, ví dụ như anh em biết á, cái nhà phân phối của Việt Nam mình á, Apple nó không bán thẳng trực tiếp cho Việt Nam, phải qua nhà phân phối. Thì hiện giờ có những nhà phân phối như là Viettel, FPT hay là Petroseco, đó là bên xăng dầu á. Thì nếu mà anh em mà nhập hàng của bên những cái đại lý đó thì anh em phải gửi giấy phép kinh doanh, rồi anh em chờ việc, rồi anh em cam kết doanh thu các kiểu. Thì cấp cao nhất sẽ là AA từ 5 chi nhánh trở lên, à, một năm ví dụ bán được mấy chục triệu đô á thì được, sẽ được xét duyệt AA. Còn em thì được AA cũng được thôi, nhưng mà cái vấn đề là làm AA thì chính sách nó phải theo Apple. À, chính sách phải Apple, nghĩa là em bán lẻ cho khách hàng, chính sách gần như với Apple mà em đang làm new seal, đổi new seal đập hợp lại trong vòng 1 năm mà không chờ đợi, không thay thế, không gửi hãng. Còn sau này khi em lên đời em thu đủ vào 100% giá bán lẻ, thì nếu mà em làm như vậy thì khác sẽ Apple, em làm cũng không được, nên thôi em không có làm. Đó, còn em nói gì nè, bên nhà phân phối á, luôn luôn có trợ giá cho bên đại lý nha em. Em đăng ký đại lý thôi, em không có làm AA. Thì ví dụ em nhập cái 14 đồng mắt đi, em nhập giá 27.3, nhưng mà khi mà cái thị trường nó xuống giá thì nhà phân phối sẽ trợ giá cho em, ví dụ xuống 26.9 để em bán, mà ép acti, ép kích hoạt trong vòng 30 ngày. Tức là không kích hoạt 30 ngày thì máy sẽ tự kích. Đó, còn nếu mà anh em cứ nghĩ là anh em sẽ tiếp cận được rẻ hơn giá đại lý á thì thị trường sẽ bị gãy. Người Trung Quốc và người Mỹ họ không làm việc, không làm ăn như thế. Chỉ có một công ty nào đó nhỏ nhỏ lẻ lẻ ở Việt Nam á, thì mới chơi cái bài đó. Cái brand của họ không gắn liền với một brand cá nhân nào cả. Em thật mà, giờ nếu em thích em lên marketing em làm gì được mà. 14 lớp em bán 10 15 triệu thôi. Rồi, thế nha.